thì mình phụ về đây để hát phục vụ chùa. Và một tràng vỗ tay thật lớn cho nam ca sĩ Ôn Vĩnh Quang ạ. Dạ, mời anh Quang ơi. Thưa quý vị, là nói đầu tiên cho phép Quang xin được gửi lời chào đến tất cả anh chị và các cô chú có mặt tại chùa tối đêm hôm nay. Cảm ơn các anh chị cô chú rất nhiều. Về Quang cảm thấy mình rất là hoan hỷ, hạnh phúc khi mà được đến đây để phục vụ cho các bà con. Ca khúc đầu tiên và một bài hát mà Quang rất là thích xin được gửi đến tất cả quý vị đang có mặt ở đây, một sáng tác của nhạc sĩ Đông Thiên Đức, Cơm Đoàn Thiên. Xin mời quý anh chị lắng nghe. Cảm ơn anh chị cô chú rất là nhiều.
bài hát